mai chúng ta sẽ cùng theo chân một businessman tới vùng biển của Đà Nẵng và hãy theo tôi để tôi phỏng vấn. Xin chào anh Quyền. Oh, hello. Xin chào anh. Dạ, chúng tôi đến từ đài thành cái gì đó. Và hôm nay chúng tôi muốn phỏng vấn anh. Yes, yes, yes. Là một businessman và anh có cảm giác thật sự thì đây là một chuyến đi mà tôi cảm thấy rất là vui. Đấy là tôi là người không thích làm vòng, tôi sẽ vô thẳng vấn đề luôn. Tôi là người không thích làm vòng nhá. Với cái phong cảnh này, với cái sắc đẹp, với lại cái độ bùn nước ở đây thì thật sự là rất là mát. Với cái không khí nó cũng rất là nắng nữa, nó hơi mệt tí. Nhưng mà thật sự là ở đây nó không có giống như là Universal ở Singapore hay là New Zealand ở New York. Nên là mọi thứ thấy cũng hài lòng lắm. New Zealand ở New York anh? Không có cái gì nhỉ? Cái gì mà tôi hay đi nhiều nước tôi quên rồi. Kể là tôi đi nhiều nước tôi quên rồi. Tôi quên rồi. Hết rồi. Cảm ơn. Và xin chào. Và hẹn gặp lại.